Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình mang thương hiệu Ý Chinix. Và đây là chiếc Chinix X1. Một chiếc xe địa hình có giảm sóc hơi. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và đây là ngoại hình chiếc xe. Còn rất là mới các bác nhé. Theo đánh giá là trên 95%. Những chữ với cả những ngôi sao trên thân xe rất là nổi, đều in nổi các bác nhé, sờ rất là sướng tay. Đây chữ X1, Xtreme đều in nổi lên thân xe. Hình thức thì còn rất là mới. Xe được sơn lớp sơn lì. Đen đỏ rất là đẹp, rất là hài hòa và khỏe. Cái xe này phù hợp các bác cả đi đường phố và đổ đồi leo núi. Chiếc xe khá cao cấp, đây là được trang bị dây âm sườn, dây đi trong sườn đây. Là tem thương hiệu của xe Chinix, design in Italy. Chiếc xe thương hiệu của Ý. Còn đây là khung 6061 aluminum. Trên những dòng xe châu Âu thì người ta sẽ sử dụng những bộ khung 6061 này. Cho xe rất là nhẹ. Khung xe rất nhẹ thôi nhé. Đây là cọc yên, cũng có chữ Chinix nhưng mà có thể là chủ trước người ta đã xé ra một phần thôi, không ảnh hưởng đến xe cả. Yên thì còn rất là mới. Đây là hình thức yên các bác, không mang thương hiệu Chinix, tất cả đều nguyên bản. Yên rất mới các bác. Lốp còn khá mới đây. Quay rất là bon vì xe này trang bị mayơ bạc đạn các bác nhé. Mayơ bạc đạn Novatec, một hãng làm mayơ rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Tay nắm tất cả đều nguyên bản Chinix. Có lần mà xe sử dụng bộ tay bấm xả Shimano Antut. Bên này là bên lip, này bên đĩa, tất cả đều một đồng bộ Shimano Antut. Đây xe được trang bị giảm sóc hơi. Em sẽ quay cho các bác xem. Giảm sóc hơi sẽ tháo được cái này ra nhìn bên trong. Bơm hơi. Đây, thức giảm sóc rất là mới, mang thương hiệu Chinix luôn. Đây là bộ mayơ trước, mayơ bạc đạn. Đây là thông số lốp cho các bác 26 x 195 x 1,95. Khá thông dụng cho những chiếc xe địa hình 26.
điểm qua tất cả những chi tiết trên hình thức thì trên 95%, rất là đẹp. Chiếc keo này không đáng kể. Đây là chủ đề của xe Shimano Antut, gạt đĩa Shimano Antut, bộ đùi đĩa 3 tầng. Vâng, và xe sử dụng bộ cấu hình 24689, 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Vâng, và bây giờ em sẽ quay test chuyển động các bác cho các bác xem. Vâng, và bây giờ là lên lít. Vâng, chuyển động khá là tốt đây, hay hơi bạc đạn lít Shimano. Củ là Shimano Antut là xuống lít, chuyển động rất là tốt các bác nhé, lên xuống rất ngọt. Bây giờ là xuống đĩa, từ đĩa 3 tầng lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt, quay rất là bon đều đây. Vâng, và xe có trang bị bộ phanh dầu Shimano của Nhật, tất cả đều đồng bộ Shimano. Phanh đĩa đây, đĩa còn rất là mới, bóng, hầu như không bị mòn gì nhiều. Chiếc xe rất ít đi các bác nhé, hình thức trên 95%, có giảm sóc hơi. Bộ phanh dầu, chuyển động full Shimano. Vâng, và chiếc xe mang thương hiệu Ý Chinix, có giảm sóc hơi, đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đá, mức giá 5.900.000. Miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video.